Hello 500 anh em. Anh em nào muốn chế tờ điện 220 nha. Con này cực kỳ hợp lý luôn. Cực kỳ hợp lý luôn các bạn. Nhưng mà không có thắng nha. Con này zin của nó là có thắng nè. Nhưng mà nó mất cái chụp phía sau, nó mất phần phía sau hết rồi. Cho nên là tạm thời mình sẽ không xài cái phần này nữa ha. Cái chụp cái thắng đó nó mất hết rồi. Đó, nó chỉ như vậy thôi. Gần như mới tinh. Mặt bích phía sau cũng mất luôn nha. Nắp chụp cũng mất. Tuy nhiên một cái ưu điểm của nó là các bạn thấy nè. Quay phải nói là êm như là chưa giống như chưa xài các bạn. Răng nhông. Đó. Con này điện 220 một pha. 220 một pha. Con này tải được 400kg nha. Anh em nào ở nhà chế cẩu chế tời á, thì tải được 400kg. Đó. Nó là 210W 4P. Điện 220 230. Đó. Còn đây là 400 là giống như là cái mã 400 nha. Ha. Con này anh em nào chế tời nha. Ví dụ ở nhà mình muốn chế cái tời để mà cẩu cái gì hay lên á. Cái này đi kèm với một cái tay bấm nha. Đi kèm tay bấm. Đó, anh em cứ bấm lên, bấm xuống, bấm lên, bấm xuống nha. Buông ra thì không có chạy. Đó. Thì bộ này 1,1 triệu bao ship hoặc là 1 triệu tới nhà mình lấy. Khách nào gần gần cọc tiền mình làm xong tới nhà lấy nha. Đó, ok, gần như mới tinh. Hoặc anh em nào làm cổng rào thì lấy con này cũng rất là hợp lý, kéo 400kg. Con này nó mình cũng không biết rõ nó là cổng không ở đây để là shutter các bạn. Shutter cái tiếng Anh đó là chữ shutter là chữ ấy nha, cẩu nha, cẩu giống như nâng hạ vậy đó, nâng hạ shutter. Đó. Thì các bạn có thể làm cổng rào cũng được, các bạn dựng nó đứng như nè, kéo dây xích qua nha, làm cổng rào thì cũng rất là hợp lý. Còn khách nào mà không lấy cái tay bấm này nha các bạn, 950k mình đấu các bạn cái tụ chạy một pha 220 về cấp lại chạy. Còn trên đây các bạn kiếm cái nắp mũ hay cái gì đó ha, chụp lại chích keo là xong, đơn giản, nước không vào. Còn phần này thì cứ để như vậy đó. Còn không thì các bạn tháo ra. Ok, đặc biệt là rất là trơn tru nha, cái này là gần như mới tinh chưa xài. Ok, anh em nào làm được thì liên hệ nha. Đó, nó vậy đó. Đó, đi bãi mình mua mình nhặt lại về. Còn hiện tại thì không, à khi mà kéo rất mạnh thì nó vẫn tuôn nha. Hiện tại thì một số khách đang cần nó tuôn các bạn, một số khách không muốn nó cứng nha. À, điển hình như gần đây là một khách lấy cái con 300W nha, ảnh cần nó tuôn. Tại vì để làm gì các bạn, để khi mà ngắt giống như là kéo tời á, kéo tời neo á, kéo neo á, à, cần cho tuôn. Cấp điện thì chạy lên, buông điện ra thì nó tuôn. Đó, nó tuôn xuống luôn. Cấp điện thì lên tới bờ móc lại xong. Còn buông điện ra thì nó tự tuôn xuống luôn. Đó. Con này quay thật mạnh thì nó vẫn nhích được nha các bạn. Nó vẫn nhích nha. Nhưng mà ví dụ như các bạn cậu bấm tay bấm đi, các bạn bấm lên trên đi, ví dụ như từ xe ba gác đi, các bạn bấm lên đi. Thì bấm lên rồi mình để nó xuống rồi thì mình buông. Còn không thì nó tuôn tuôn, mình cứ bấm lên xíu hạ xuống, bấm luôn. Đó, để mình giữ cái vị trí nó, đừng cho nó tuột quá. Nhưng mà với tốc độ tuột này thì rất là chậm, cho nên anh em xử lý được, không vấn đề gì cả. Cứ bấm. Ok, anh em làm liên hệ nha.